Việc ấy xảy ra thế nào thì tôi không biết, những việc vợ chồng
xin lời ngài. Thánh thần sẽ từ xuống trên bà và quyền năng ấy tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắc si đa sẽ được coi là con thiên chúa. Vì bà đi ra hết người họ hàng của bà tuy già rồi mà cũng đang không mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là tiếng coi mà ngay cả có hai được sọ tháng. Vì đối với thiên chúa thì không có gì mà không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói sức bệnh: vâng, tôi lấy là người tỷ của chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ngài đi. Đó là lời chúa. Nói lời truyền tin, chứ
cần phải nói đến sự tuân phục của chi thức kỳ đồ nhân vật chính của lễ tuyển đi này. Đúng không? Chúng ta làm gì? Ở các vấn đề nói về như thế này, thế thì đức này ở các vấn đề tuyển đi này đón nhận vai trò nào và tại sao người ta này nói lễ tuyển đi là một phần của lễ tuyển đi? Tôi nghĩ là có một phần rất lớn nhờ công sức của người mẹ qua đời đã đạt sự thật. Thiên Chúa Thánh Kontum nói rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên một người mẹ mà Ngài đã tạo dựng, và Thiên Chúa đã cho một người mẹ mà Ngài đã tạo dựng. Tất cả phải nói rằng là từ ân sủng của Thiên Chúa để rồi có được thánh thể. Và về phía con người thì đức mẹ là một trong những người cộng tác một cách tích cực với lời an táng xin mời. Cho dù trước đó sự chọn lựa của con người, đức mẹ có quyền để rồi từ chối một vật, một người mẹ, một người mẹ bình thường đã khó rồi, đây là bà mẹ của Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng vấn đề truyền tin, lễ mà chúng ta được biết trong thời ngày hôm nay, chúng ta không có nói về mẹ để cảm ơn, nhưng chúng ta nói về mẹ về cái vai trò, về sứ vụ mà mẹ đã đảm nhận. Ngày hôm qua trong phần chia sẻ cho các anh em trong lễ ASEAN của Lê Du, tôi nói rằng lễ truyền tin là lễ của ai? Lễ để mừng kính ai? Mừng kính Chúa hay là mừng kính mẹ? Và tôi cũng giải thích rằng ngày hôm nay lễ truyền tin là lễ mà mẹ nhận một sứ vụ rất trọng đại ở trong cuộc đời. Sứ vụ là mẹ Thiên Chúa, sứ vụ và chính qua sứ vụ này mà suốt cuộc đời của mẹ đã cùng với Kitô trong sứ vụ của mẹ đi đến với Chúa tận cùng ở chân thập giá và ở nơi trong cái việc đá, cũng như là trong những ngày mà Chúa sống lại đi tận ngày trẻ đón nhân và là chúng toàn bộ phận một cách trọn vẹn. Đó phải chăng cũng là lời phát đạt chính thức mà mọi người chúng ta ngày hôm nay chúng ta cần phải nhận thấy và cần phải thực hiện trong cuộc sống của mình? Mừng lễ ngày truyền tin không phải là ngồi đó để rồi chúng ta cảm ơn Chúa, không phải là ngồi đó để rồi chúng ta nhìn thấy thì ân sủng và cho chúng ta qua lễ qua Chúa. Nhưng mừng lễ truyền tin tôi nghĩ rằng đây là một sứ vụ mà đức mẹ đã nhận thì mỗi người chúng ta phải nhận ở trong cuộc sống, thực hiện chung toàn cái tổ phận, cái trách nhiệm đó. Đó chính là chúng ta mừng lễ truyền tin một cách trọn vẹn. Xin chúc mừng những ai nhận được sứ điều pha ra là mẹ. Trong cuộc đời của tôi có hai người tôi nhận được mẹ. Trong những điều như này, hai cái loại khác nhau, nhưng hai người cùng có những cái ảnh hưởng ít nhiều về đời sống của tôi. Thứ nhất, có một bà sư từ trong Sài Gòn, sư Hồng Giang, là một người tu trước đây là điển kinh của dòng từ thiện thực thể. Rồi để hôm tốt thì tôi thấy có một người tu nữa ít nhiều cũng có những cái gắn chắc của sự khiêm nhường, đó là sư Mô Đê, mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta biết cuộc đời
luôn trước đây phục vụ ở tại cộng đoàn kinh xa, sau đó thì chi nhất nhiều nơi với một tinh thần rất kiên cường, tất thần phục vụ. Và tôi nghĩ rằng đón nhận mẹ Maria trong tinh thần là mẹ Maria kia hay Maria Maria cần phải học được cái tinh thần đó, cái tính kiên cường, sự kiên cố ở trong cuộc sống để rồi âm thầm chung toàn bổ phận trách nhiệm mà Chúa đã ban phó, những khả năng mà Chúa đã gửi đến. Chúng ta cần phải chung toàn những bổ phận, dùng những khả năng của mình để rồi chung toàn bổ phận mà thiên nhiên giao phó. Đó phải chắc cũng là cách và chúng ta học như đứa mẹ mẫu gương của Đức Maria Mồ Đen. Phía và Đức Maria Mồ Đen, phía là cả lời xin vâng và Mồ Đen là nói lên một cái tâm tình, một cái nhân tích kiếm được của Đức Mẹ ở trong cuộc sống. Lời mẹ Maria, xin mẹ còn bỏ với chúng con cảm tạ, chúng con yêu mẹ mẹ. Chúng con biết rằng đứng trước một cái sứ vụ mà Thiên Chúa giao phó qua việc truyền tin của sứ thần Gabriel là một thử thách, là một thách đố của mẹ mẹ ở trong cuộc sống. Đối với người cho vai mà lúc đó mẹ rất hiểu về cái vai trò, về cái sứ vụ mà mẹ phải đảm nhận, treo lên như thế nào, trên vai như thế nào. Thế nên tất cả là hành ý Chúa, nói với Đức Giêsu để rồi đi hành hành ý của Chúa. Mẹ cũng đã nôn nương để phát đạt sự chi vân để tất cả hành ý của Chúa được thực hiện qua cuộc đời của mẹ. Lời phát đạt chi vân là lời phát đạt trong sự phò mai. Đời sống cố đét, đời sống kiên cường là biểu hiện tính của đời tin của Thiên Chúa. Xin mẹ cho chúng con biết học nơi mẹ để nhận được đó, biết mang cả lời xin vâng, những nghĩa vụ, những sứ vụ mà cuộc đời mà Thiên Chúa mà con người trao cho chúng con. Cho chúng con biết chung toàn các bộ phận là người cha, người mẹ ở các gia đình, các bộ phận là lãnh đạo và các bộ phận của những người còn lại. Và xin cho chúng con đi chung toàn những cái bộ phận đó cho chúng con hiểu biết mang cả theo lời của mẹ. Này tôi đã cầu với Chúa, xin vâng như lời của mẹ, như Chúa phát nguyện. Để rồi chúng con bình tĩnh về mẹ từ khi mẹ cho mẹ nhé. Xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con một người mẹ, một người mẹ biết yêu thương, một người mẹ biết xả thân để rồi cho chúng con được sống và sống dồi dào ở trong tình yêu của Chúa qua việc lệ này ở cửa đồ. Với lời đáp trả chi vân của cả người Chúa Giêsu và Thiên Đức Maria, ngay sau lời tiên tri truyền tin, ngôi ngay ở lối sát vào trong lòng Đức Thiên Đức Maria để cứu độ mọi đời. Với tâm thành đó, ngày nay chúng ta cùng cả bà Chúa và dân lời cầu xin. Yeah.
con khuyên xin rằng con chưa biết về công đạo đức khi người ta nghe là khi chưa chấm và người thân xin cho biết khi con người ta nghe cùng cô được tin chân thân và xin cho cuộc thiên quan cuộc sinh của con chúa đem lại cho con ơn chúa và để chúa muôn đời chúng con cầu xin người biết khi cô Thank you.